Hoàng Audio xin kính chào toàn thể anh chị em. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch. Hôm nay bắt đầu từ hôm nay là em sẽ bán hàng trở lại bình thường. Xin kính chúc toàn thể anh chị em một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Sản phẩm trong ngày khai xuân hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một lô đẩy công suất 2 kênh và 3 kênh. Dòng máy B3 đời máy B3 mạch đời mới cải thiện hơn rất là nhiều, khắc phục được rất là nhiều cái khuyết điểm của cái dòng đẩy B3 đời cũ. Chắc là mới nhìn vào đây thì nhiều anh em hỏi là sao tự nhiên lại hai con tụ nó cao hơn hẳn luôn đấy. Và nhưng mà đây là cái nhà máy nó thiết kế như vậy nhé, và em khẳng định là con này zin nguyên bản 100% đấy. Cái mã 3 kênh 600 1000W này đấy, tất cả là đều nó đều thiết kế hai quả tụ cao hoàn lên đấy, chứ không phải là thay, là không phải là không nguyên zin, nên là thay thế gì đâu nhé. Nguyên bản là nhà máy sản xuất ra như thế đấy, từ ngày mùng 5 đến bây giờ đấy, sáng nào em dậy cũng thấy có rất nhiều cục gọi nhớ của trong máy điện thoại này. Nhưng mà do là chưa bắt đầu làm việc, thế là em cũng không nghe máy, cũng không gọi lại trả lời. Thì chắc chắn là trong những anh em mà đang xem cái video này thì cũng có những người mà gọi cho em nhưng mà em không nghe được. Đấy, thì cũng xin lỗi anh em về cái vấn đề đấy. Tại vì trong cái thời gian nghỉ Tết, em sử dụng cái máy nội bộ của gia đình em thôi. Còn những cái máy làm ăn này thì em cứ để một chỗ thôi. Bắt đầu từ hôm nay thì anh em nào gọi thì em sẽ bắt đầu nghe máy và hoạt động lại bình thường. Đấy, cái con này nó là dòng mạch B3 Class H, chất âm rất là hay. Và con này những cái đời mà B3 cũ ngày xưa ấy, thì toàn bộ nguồn là nguồn biến áp dây nhôm hết, nhưng mà con này nó đời sau nâng cấp lên biến áp là dây đồng rồi. Và con này, cái con 3 kênh này nguồn rất là to. Đấy, Class H mà nó là nguồn to này thì công suất nó dài rất là khủng. Công suất của con này nó là 600 và kênh súp là 1000 ở 8 ohm. Đây, con này nó ghi rõ đằng sau này. Đấy. 600 1000. Con này thì chơi gia đình thì nói chung là nó cũng phải phù hợp với lại mọi cấu hình của gia đình. Có thể chơi được hai đôi bát 30, hai đôi full bát 30 và một đôi súp đơn 50. Đấy, kênh súp của nó nhé, kênh súp của nó. Nếu mà đánh 4 ohm nó rơi vào tầm 1600W. Và một cặp súp đơn 50 thì công suất chỉ tầm 1200W thôi. Đánh thoải mái một cặp đơn 50. Nhưng mà gia đình thì cũng chắc em nghĩ ít người nào chơi được cái cấu hình như vậy. Con này nếu mà đánh đẹp nhất, bền bỉ nhất thì một đôi 40 từ 2-100 và một chiếc súp đơn 50 từ 2-100. Đấy, còn một súp đơn 50 thì kể cả có từ 28-125 nó vẫn đánh bình thường. Và tất cả những hàng em chọn thì từ trước này anh em xem clip của em đều biết rồi. Zin nguyên bản và rất là đẹp. Tụ tiếc thì không có một con nào lồi hết gì cả. Đấy, tất cả bên bỉ với còn rất là mới. Đây là em mới chỉ mở ra đấy nhé. Đây thấy tình trạng như này thì chắc là cũng chả cần phải vệ sinh. Đấy, sạch nguyên bản. Đấy, này chắc chỉ cho cái xui xịt bụi phát là xong thôi. Đấy, và cái dòng đẩy B3 này thì từ trước giờ em bán rồi. Còn nào thì em hàn trực tiếp luôn vào cho anh em. Tại vì nó có cái SSR gần. Cái ad, đây là cái ad mà nó ghi 600W này. Một kênh là nó tính được cái ad xa và dùng cho dây loa dài đấy. Còn mình hàn vào cái ad gần thì công suất của nó là tầm 750W một kênh cơ. Đấy, nhưng mà cứ tính là 600 thôi. Đấy, như tất cả những cái cấu hình mà em vừa nói ra ấy, là em sẽ bao cho anh em đánh căng đét luôn. Và tiếp theo là em xin giới thiệu đến cái mã 2 kênh là 600W một kênh. Đấy, bao cho anh em đánh căng đét hai đôi full bát 30. Đấy, cái này nó cũng là nguồn đồng 100% nhé. Nguồn đồng. Và cái đời sau này nó làm thêm rất nhiều tụ, công suất ra rất là chuẩn. Và bây giờ em xin phép được báo giá. Cái con đẩy 3 kênh 600 1000 này sẽ có giá là 4.500.000 bao ship. 4.500.000 bao ship toàn quốc. Giá này là giá gồm con đẩy và bao ship nhé, không kèm dây rắc gì hết. Tại vì bây giờ anh em có nhờ em mua hộ dây rắc thì em cũng bó tay rồi. Đấy, vì cái tình trạng dịch bệnh ấy là tất cả cửa khẩu Trung Quốc đóng cửa hết. Hàng không về được bất cứ một cái gì cả.
Thế là bây giờ em chỉ bán là báo giá là mình con đẩy không và phí ship thôi, 4.500.000. Đối với những anh em nào mà chưa mua hàng của em lần nào ấy, thì cọc giúp em 200.000 một tài khoản nhé. Em không lấy thẻ điện thoại, cọc giúp em 200.000 một tài khoản. Đấy. Còn những anh em nào mà đã mua hàng của em rồi, kể cả là những cái món nhỏ nhất 100-200.000, thì khi mà có nhu cầu thì chỉ cần bảo em thôi thì em sẽ gửi, không phải cọc kèo nữa. Đấy, đối với những khách hàng mà đã mua của em rồi ấy. Còn cái con 2.600 này, giá của nó sẽ là 3.200.000 đồng, bao ship toàn quốc. Toàn bộ đẩy là mặt phay nhôm nhé. Toàn bộ đẩy này là mặt phay nhôm. Thiết kế nhìn rất là đẹp. Đấy, nó nói chung là nó hơn những cái dòng V3 cũ về mọi mặt. Từ hình dáng cho đến cái thiết kế bên trong. Còn chất âm của con này thì nếu mà để nói hay hơn con bọn này được thì chỉ có dòng cái Class TD đời mới bây giờ thôi. Chứ còn tất cả những cái dòng khác còn lại thì để mà hay hơn con này thì rất là khó. Với trong cái tầm giá 4.500.000 mà để có một con đẩy nào mà đánh công suất khỏe ngang với con này thì em nghĩ là cũng không có đâu. Chắc chắn là không có đâu. Tại vì cho đến bây giờ là cái dòng mạch V3 này nó vẫn là cái dòng mà tiếng hay nhất, khỏe nhất và giá lại rẻ nhất thị trường bây giờ rồi. Và em còn một cái đây nó có cái lô này về nó có mấy cái mã 400 nữa. Đấy, 400 quát một kênh. 400 quát một kênh nó cũng được nâng cấp lên rất là nhiều tụ. 400 quát một kênh này có thể đánh được căng đét một đôi full 30 hoặc là hai đôi bát 25 nhé. Đấy, một đôi full 30 hoặc hai đôi bát 25, đấy là bao căng cho anh em luôn. Tất cả những cái hình cấu hình mà em nói đánh được ấy là em sẽ có trách nhiệm luôn, tại vì em phải thử thực tế rồi em mới dám nói. Đấy, con này sẽ có giá là 2.600.000 bao ship, giá rất là hợp lý. Đấy, hàng này em bảo hành cho anh em 3 tháng nhé. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc cho anh em xem. Cái con này khi khởi động lên ấy, tất cả các cái đèn cảnh báo nó sẽ báo, và lúc đấy quạt lúc khởi động lên thì quạt nó sẽ quay hết tốc độ. Nó quay cái lúc mạnh nhất ấy, cái lúc mà cái này nóng nhất ấy, thì nó sẽ làm việc cái mức cái tầm đấy. Sau khi kiểm tra xong bình thường thì nó sẽ tắt quạt đi, khi nào dùng nóng thì nó mới chạy. Đấy. Lúc quạt quay mạnh nhất thì nó sẽ như nào. Nghe đóng xong thì quạt dừng lại. Đấy, đây cái kênh này là cái kênh súp của nó đây. Kênh súp của nó rất nhiều con MOSFET bù áp. Và những cái dòng mà nhà anh em nào mà chơi mà nhà có súp 40-50 thì chơi những con 3 kênh như này là hợp nhất. Tại vì những cái con mà 4 kênh ấy, thì thường thì V3 4 kênh mà mã gia đình nó chỉ làm công suất bằng nhau thôi. 400-500 một kênh ấy. Đánh súp nói chung là nó có kêu nhưng mà không bao giờ nó có thể căng mà những cái kênh mà nó khỏe hẳn ra được. Ví dụ như bây giờ 2.600 này mình dí vào cùng một con súp, tiếng nó vẫn ra bình thường, vẫn kêu, nhưng mà khi mình chuyển con súp sang cái kênh này nghe cái tiếng súp của nó khác một trời vực luôn. Đấy, đây cấu hình em đang chơi đây là hai kênh này, kênh A B 600 này, em đấu mỗi kênh một quả loa bát 40 từ 2.100 và tép cột 75 nhé. Còn cái kênh 3 này hiện tại thì súp 50 ở nhà hết sạch rồi, thế là em đấu một kênh đấy và một cái đôi đèn led bát 30 này. Đấy. Em mở vậy cái con đẩy nó chỉ hơi nháy nhẹ nhẹ một tí chỗ này thôi. Đấy mà nghe đã rất là to rồi. Đấy, cái con này nó chung là công suất của nó ra rất là thật, rất là khỏe.
Số lượng cái lô này tổng cộng em chỉ có mười mấy con thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào anh em.